Em chào anh ơi, quan khách cái vấn đề mà của cái hợp đồng giao khoán ấy ạ, thì bên em có làm cái thương mại nhưng mà có một số sản phẩm là gia công, ví dụ như là bên em sẽ đưa toàn bộ bao gồm công cụ dụng cụ này, thì nguyên vật liệu để cho một cái bên thứ ba, là đấy là một cái cá nhân để người ta ta làm khoán cho bên em, một cái để tạo ra một cái thành phẩm phẩm A chẳng hạn. Đấy thì em đang phân vân giữa cái việc mà ở đây em thấy là có, em đọc thông tư thì là có ba cái trường hợp mà hợp đồng lao động của cái hợp đồng lao động khoán ấy ạ. Tức là thứ nhất là cái với lại giao khoán cho về công nhân với lại từng công nhân, và thứ hai là cái hợp đồng giao khoán với một nhóm người lao động thì có một người lao động đứng ra là đại diện, còn thứ ba là cái hợp đồng giao khoán với mẹ chỉ có cần một người đứng ra là đại diện thôi ạ. Thì trong trường hợp này của bên em thì nó đang là em đang đứng ra là chỉ ra khoán cho một ông này, còn cái việc sau đó là ông ấy tìm lao động hay là như nào thì cái việc đấy là việc của ông đấy tất ạ. Thì trong cái trường hợp anh cho em hỏi là em đang hơi phân vân về cái vấn đề là, vì là mỗi lần là bọn khoán theo vụ việc, ví dụ như là bọn em khoán là sản phẩm A này sẽ là giao cho ông là đấy, tôi đưa từ công cụ dụng cụ cho đến nguyên vật liệu, thì sản phẩm này là tôi sẽ khoán ông là 20.000 một sản phẩm chẳng hạn. Đấy, trong vấn đề này thì em đang lăn tăn về cái mà khi mà em đọc cái thông tư ạ, thì nó lại hướng dẫn là thì mình hiểu, thì bản thân thân em ấy thì em lại hiểu là cá nhân ông đấy là người đứng ra như vậy, thì ông giống như là một cái tổ chức, một nhóm cá nhân kinh doanh ấy. Thì làm thì mình để xác định được là ông ấy có doanh thu dưới 100 triệu một năm, vì là khi mà trả thu nhập thì nó cái này của bên em mà cũng không phát sinh thường xuyên, mà thi thoảng thì mới có đơn hàng thì bên em mới thuê ông này làm ấy. Thì trong trường hợp này thì bên em không đang hiện tại là đang không có trừ thuế của cái thu nhập cá nhân của ông này ạ. Thì có cái hướng dẫn nào để mình biết là ông này ông ấy đang có cái mức doanh thu dưới 100 triệu một năm không ạ? Cái thứ nhất ấy là trường hợp của em, ngành nghề kinh doanh của em là gì? Về bên thiết bị điện ạ. Thiết bị điện. Dạ vâng. Ví dụ như là các cái em ví dụ như là bên em là giao cho ông này là ông ấy bên em cập về thì mặt ổ điện rồi các thứ đấy. Ví dụ là tôi nhập cái linh kiện về, thế là tôi giao cho ông là ông ấy sẽ lắp ráp vào để thành một cái ổ điện chẳng hạn. Đấy. Cái này nó liên quan đến mấy cái thứ này. Cái việc mà em thuê giao khoán mà cho một cái nhân sự họ đến, họ làm việc cho ở tại công ty, nó có một cái hợp đồng giao khoán, người ta đến người ta làm một số cái công việc mà theo cái hướng dẫn mà làm ở tại doanh nghiệp của em. Đấy, nó khác với cái vấn đề này là hợp đồng gia công, giao khoán ở bên ngoài rồi. Em thuê cái bên ngoài họ gia công. Đấy, thì cái trong cái trường hợp này nó có thể là một cái tổ chức, là doanh nghiệp, có thể là một cá nhân kinh doanh. Đây nó nằm trong đối tượng là cá nhân kinh doanh. Mà cá nhân kinh doanh này ấy, thì họ phải xuất hóa đơn cho em. Thế thì cái đoạn này ấy, thì không phải mấy người họ để ý mà họ hiểu cái đoạn này. Tại vì nó mới có hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Tại sao cái hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh? Về bản chất là nó có một cái điều kiện, nó có một cái giấy phép liên quan đến pháp lý. Thế là ai kinh doanh thì rồi cũng phải kê khai và nộp thuế thôi, đúng không ạ? Thế tại sao mà tôi là doanh nghiệp thì tôi phải đi làm đủ các cái thủ tục hồ sơ kê khai và nộp thuế? Vậy thì bây giờ tôi vất bố cái doanh nghiệp thì tôi làm cá nhân cho khỏi phải nộp thuế, thì cá nhân cũng phải kê khai nộp thuế. Đấy, thì trong cái trường hợp này ấy, thì đúng của nó ra ấy, là cái cá nhân kinh doanh này thì về mặt thủ tục cũng khá đơn giản thôi, họ cần phải đăng ký. Đấy, họ đăng ký để họ có cái mã số thuế của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, chính là mã số thu nhập cá nhân. Và trong trường hợp này thì nó liên quan đến cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh thì nó sẽ có hai cái loại thuế. Một đó là thuế nộp theo phương pháp kê khai. Hai là thuế nộp theo phương pháp khoán. Đấy, và bây giờ ấy, hóa đơn điện tử nó rất là tuyệt vời. Một cá nhân bây giờ ấy, xuống bất kỳ một cái cửa hàng một cá nhân nào đó để đăng ký để sử dụng hóa đơn điện tử rất dễ. Đấy, thế thì ví dụ như là thì cái việc mà ông ấy gia công, ông lắp đặt, thì ông ấy phải nộp hai cái loại thuế là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
theo hình thức là cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh, và ông đấy sẽ được quyền xuất cái hóa đơn trả lại cho bên em. Đấy, thế thì nó đúng như thế thì nó mới chuẩn. Thế còn cái vấn đề đặt ra là có thể hiện tại bây giờ chính cái ông mà em đang thuê ấy, ông cũng chưa hiểu hình dung cái thủ tục pháp lý như thế nào, thì tốt nhất là gì, đã là làm kinh doanh và đã làm với nhau lâu dài ấy, thì ông cần phải tìm hiểu đến đoạn đó. Thế và dịch vụ hình như là 4,5% à. Đấy, thế thì 4,5% liên quan đến thuế, thì trong đó hình như có 3%, thế mình tra lại cái thì mình thấy được ngay cái đoạn này mình đã nói rồi đấy, đã chia sẻ với anh chị em về vấn đề liên quan đến thuế của hộ kinh doanh. Đấy, và có cả cái phần mềm kế toán tích hợp để kê khai thuế đối với hộ kinh doanh. Đấy, thì như thế thì nó mới gọi là chuẩn. Đấy, thì bạn xem lại cái vấn đề đó, nếu mà nó ít nó không bị ảnh hưởng quá nhiều trọng yếu liên quan đến nghĩa vụ thuế của mình thì không sao, thế còn nếu như mà mình với giá trị lớn mình phải đề nghị về phía đối tác của mình là cái việc đấy nó phải như vậy nó mới chuẩn. Anh ơi, cho em hỏi chút này, nếu mà bây giờ em làm theo hình thức là đại diện nhóm ấy, và có kỳ chấm công bằng lương, nhưng mà trong cái hợp đồng thì mình có, ví dụ như nếu mà thấy thì bản thân ví dụ em đang chi cho người ta là chi theo sản phẩm ấy, thì trong cái hợp đồng đấy mình có vào cái bảng lương bảng công, thì bây giờ mình cũng, bây giờ nếu mà tách như thế em cũng đang không hiểu là mình làm cái bảng lương theo hình thức như nào ấy ạ. Ví dụ như bảng lương là mình chấm theo là ngày công thực tế, còn cái khoán đấy ví dụ bây giờ em chia ra ấy, thì nó lại tính theo là đơn vị tính theo sản phẩm ấy ạ. Thì bây giờ là trong cái bảng lương đấy thì em sẽ báo người ta là mình sẽ làm theo hình thức là ông sẽ đại diện cho nhóm, và đại diện cho nhóm thấy để cái vấn đề là người ta cũng không chịu cái tiền thuế thu nhập cá nhân đấy, vì là người ta cũng chỉ có một cái nguồn thu nhập duy nhất là của bên chỗ nhà mình ạ. Cũng giống như là rồi đây nhá, bây giờ mình giải thích lại cho bạn này. Mà nay mình nói cái phần thuế xuất của hộ kinh doanh nó đang không đúng này, sản xuất thì nó mới phân phối thương mại nó là 1% giá trị gia tăng và 0,5 thu nhập cá nhân này. Đấy, thế còn đối tượng thứ hai là nếu như là dịch vụ không có bao thầu nguyên vật liệu, có nghĩa là họ phải nộp 5% giá trị gia tăng và 2% thu nhập cá nhân. Đấy, còn nếu như đối tượng mà họ là sản xuất thì họ là 3% giá trị gia tăng và 1,5% thuế thu nhập cá nhân. Thế mới quay lại cái câu chuyện của bạn là gì? Nếu như đấy là cái cá nhân mà vào làm khoán, cá nhân mà vào làm khoán thì bạn sẽ thực hiện giống như mình vừa ban nãy tư vấn cho cái bạn bạn lúc trước. Thế còn về vấn đề phương pháp chấm công, tính lương, tính như nào thì dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp của bạn. Thế còn bây giờ biểu mẫu như thế nào thì bạn phải nghiên cứu rồi. Làm sao mình có thể biết được xem cái tình hình đấy như thế nào. Ok. Vâng, anh ơi cho em hỏi chút, nếu mà bây giờ hộ như ban đầu anh tư vấn cho em ấy, thì khi mà hạch toán thì mình hạch toán là ví dụ như là bên em đang sử dụng tài khoản 1 thông tư báo cáo tài chính theo thông tư 133 ấy, thì em sẽ là nợ 154 và có 334 hay là 331 hả? Nếu như mà em thuê khoán ngoài thì em ghi nợ 154 và có 331, em phải trả người ta mà. Thế còn nếu như mà là ở trong cái nguồn nhân lực đấy mà nó ở trong công ty thì em mới để 334 là tiền lương phải trả. Thế còn cái việc em thuê khoán bên ngoài thì em cho vào tài khoản 331 thì hợp lý hơn nhá. Ví dụ như họ là đại diện, ví dụ như bây giờ em thuê một nhóm người và có bảng chấm công bảng lương. Một nhóm người, em thuê một nhóm người hay một người về vấn đề liên quan đến lao động đấy, về bản chất nó đang là như nhau. Thế còn nếu như em thuê cái việc đề đấy một nhóm người nhưng mà có một người đứng ra đại diện thì bản chất cái lúc đó là cái người đứng ra đại diện họ làm vấn đề liên quan đến kinh doanh rồi, là họ theo nguyên tắc là lúc đó là thuê cái người đó họ đứng đại diện đấy, giống như ông đi xây dựng ấy, ông đi hợp đồng xây dựng ấy, thì về mặt bản chất là tôi thuê một cái ông đấy, xong ông đi tuyển quân về ông làm và tôi quan tâm tôi trả tiền cho một ông đấy, ông trả cho người khác, thì về bản chất cái ông đấy là ông kinh doanh đúng bản chất, ông đấy phải có giấy phép kinh doanh của cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh, và ông đấy phải thực hiện kê khai và tính thuế nộp thuế.
Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là mình vận dụng như thế nào, mình thuê như thế nào, mình áp dụng như nào cho doanh nghiệp mình cho nó đúng, thì mình phải xác định được chủ thể của nó. Ok À, dạ vâng, em cảm ơn anh nha. rồi, ok. Dạ Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.